Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Góc nhìn của trái tim. Một người cha có niềm đam mê đặc biệt dành cho xe hơi. Ông đã tích góp tiền trong một thời gian dài để mua được chiếc xe yêu thích. Chiếc xe khi đó là cả gia tài đối với ông. Mua được xe, ngày ngày ông không ngại cực khổ, cầm củi lau chùi, đánh sáp. Công việc chăm sóc xe đối với ông giống như là đang hưởng thụ, chứ không có chút vất vả gì. Con trai Jake thấy cha yêu thích chiếc xe như thế, cũng thường xuyên phụ rửa xe. Hai cha con vô cùng vui vẻ. Một ngày, người cha về nhà sau một trận mưa lớn. Chiếc xe dính đầy bùn đất, nhưng lúc đó ông lại quá mệt mỏi. Bữa khác rửa xe nha con trai. Bữa nay cha mệt quá, không thể làm gì được nữa. Thế cha để con rửa xe cho cha được không? Con đang rảnh và con cũng rất khỏe nữa. Cha cứ nghỉ ngơi đi. Như thế có được không? Dạ, cha đừng lo, con sẽ rửa thật cẩn thận. Được rồi con trai, cảm ơn con. Vậy cha nằm ngủ một lát nha. Dạ. Người cha quên rằng con trai mình mới có 6 tuổi. Ông trở về phòng nghỉ ngơi mà quên mất việc chuẩn bị dụng cụ cho cậu bé. Đầu tiên, ta phải cần một chiếc khăn lau. Cậu bé chạy vào trong bếp. Đột nhiên cậu nghĩ tới cái miếng chùi son mà mẹ vẫn thường dùng để chà nồi rất sạch sẽ. Vì vậy cậu liền lấy ngay miếng bùi nhùi thép đó để dùng. Jack cầm miếng chùi son, chạy tới chỗ chiếc xe đầy vết bùn đất và ra sức chà. Hết lượt này, tới lượt khác. Chà xe xong, cậu phát hiện trên xe có những vết nguệch ngoạc. Cậu rờ lên chỗ đó, lại thấy sần sùi lồi lõm. Trời ơi, không được rồi. Mình đã làm hư chiếc xe yêu quý của cha rồi. Cha ơi, con xin lỗi. Cha mau tới coi đi. Ôi, xe của tôi, xe của tôi. Rồi cảm thấy tức giận tới cực điểm. Người cha lao vào trong phòng, ngửa mặt lên trời mà la lớn. Thượng đế, đây là chiếc xe mà con dùng hết tài sản tích lũy mới mua được. Chưa đến một tháng đã biến thành như thế. Thỉnh người cho con biết, con nên làm như thế nào, con nên xử phạt đứa con này như thế nào đây? Ông lao ngay đi, lấy chiếc roi, tiến về phía cậu con trai. Nhìn thân hình bé nhỏ đang run lên vì sợ hãi. Bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu ông. Trên thế gian, mọi chuyện đều không thể nhìn vào bên ngoài, mà phải nhìn vào trái tim. Lúc này ông từ từ hạ roi xuống, ông ôm đứa con trai nhỏ vào lòng. Mắt đỏ hoe. Cảm ơn con trai đã giúp cha rửa xe. Cha xin lỗi. Cha yêu con còn hơn cả chiếc xe này. Ban đầu, người cha chỉ nhìn thấy chiếc xe mình yêu quý bị trầy xước nghiêm trọng, và người gây ra không ai khác chính là cậu con trai, nên rất giận, thậm chí còn muốn tìm cách để phạt con. Thế nhưng khi ông chuyển điểm nhìn từ vẻ bề ngoài sang giá trị bên trong và nhìn bằng trái tim mình, ông đã thấy tình cảm mà con trai bé bỏng dành cho mình, dành cho chiếc xe mà mình yêu quý. Bạn biết không, khi nhìn một sự việc, đánh giá một con người, mỗi chúng ta đều rất dễ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài mà không dành đủ thời gian để trái tim cảm nhận những giá trị bên trong. Đó chính là lý do khiến ta bị mắc sai lầm trong cuộc sống, là ngọn nguồn của những hiểu lầm, đau khổ và tổn thương.